nghiệp đoàn phim Úc giới thiệu cùng hợp tác với xưởng phim Thượng Hải và truyền hình Polska, một xuất phẩm của hãng phim Ngôi Sao Phương Nam nước Úc. Phim truyện Vùng Đất Của Thủ Lĩnh Rừng, kịch bản Mark Shirek và John Thompson, các diễn viên chính Lauren Hewitt vai Kathy, Ryan Quanten vai Josh, Leona Fung vai Sun, Anthony Wong vai Mick, Heather Mitchell vai Aska và một số diễn viên khác. Quay phim Danny Burton, dựng phim Peter Anderson, âm nhạc Ian Davison, sản xuất và đạo diễn Noel Price. Phần 2, tập 1. Tăng học giả, thông tin có sẵn rồi đấy. Linh sư phụ. Cái gì? Linh sư phụ, chúng con tìm được cuốn sách này. Nó thuộc về Mac học giả. Sao con có được những thiết bị này? Con mượn, thưa linh sư phụ. Không ai dùng nó cả. Mượn mà không hỏi ta ư? Con cần sạc nguồn năng lượng vào chiếc máy đổi chiều không gian của con. Thầy thấy chứ? Thấy. Con biết nó sẽ hoạt động. Con sẵn sàng cho chuyến đi đầu tiên của con. Nhà tiên tri đã giao cho con chế tạo ra bộ nữ trang có tiếng nhạc cho thủ lĩnh rồng. Chính nó dẫn tới sự phát hiện của con. Khi con thay đổi tần số âm thanh của bộ nữ trang, chúng biến mất. Bộ nữ trang xong chưa? Con nghĩ sự khám phá của con quan trọng hơn. Quan trọng hơn cả ước muốn của thủ lĩnh rồng mà. Con sẽ trả thiết bị này rồi để hết tâm trí vào và hoàn thành món nữ trang. Được chứ? Con muốn thấy được sự tức giận của thủ lĩnh sông ư? Chỉ một lần trong đời, hãy làm những gì con được bảo. Nó chẳng tổn thương gì đâu. Con hiểu chứ? Con là một nhà khoa học, không phải là người làm đồ chơi. Mac học giả, con đi đâu vậy? Chứng minh rằng con đúng. Quay về công việc của con đi. Chặn anh ta lại. Nó hoạt động đấy.
thấy anh George không? Nãy giờ không thấy sao? Không có gì ạ. Ba này, tối nay chúng ta vào phố xem phim nhé. Còn lâu, chúng ta đang kỳ nghỉ cắm trại mà. Chúng ta có thiết bị chất lượng cao cho mọi bố trí của các điên này. Chúng ta có mặt trời và mặt trăng và thiên nhiên tuyệt vời. Con còn muốn gì khác nữa nào? Muốn được vui ạ. Ba ơi, phía sau ba. Cái gì? Phía sau ba có con cá sấu đấy. À, ba không bị mắc lừa đâu. Kìa ba. Chạy đi ba. Nhanh lên ba ơi. Chụp được miếng mồi ngon rồi. Không có gì buồn cười cả George. Có chứ. Lẽ ra ba và em nên nhìn thấy mặt mình khi tưởng mình là mồi ngon của cá sấu chứ. Con là thịt cá sấu thì có. Cathy, chuyện gì vậy? Chuyện gì thế? Con có một ông anh thật ngốc nghếch ạ. Nhanh nào ba, chạy nhanh nhanh lên nào. Và các điên chạy băng qua mọi chướng ngại. Anh ta vờ rẽ trái, anh ta vờ rẽ phải, anh ta nhìn thấy George. Lùi lại, anh ta quay người. Ồ, không được rồi, anh ta thử lần nữa. Nhìn thấy Cathy và... Hay lắm. Cha đã dọn xong, George muốn ăn bánh quy không? Một bàn thắng rồi. Không, thả em ra, thả em ra. Vào rồi, trọng tài ơi, vào rồi. Cười đi nào. À, sốt ruột muốn đặt nó vào album gia đình ngay hả? Ba không phải đợi lâu, máy chụp hình kỹ thuật số mà ba. Alo, Vicky Morgan đây. Vâng, nghe như đó là vấn đề về hình thể đấy. Cứ kiểm lại cuốn sách nhé, tôi sẽ đưa lại cho. Vâng, tạm biệt. Thông minh thật đấy, ngoại hình thật thông minh nhỉ. Anh có thể sửa lại. Ăn bánh quy chứ George. Mẹ sẽ ăn một cái. Không mẹ. Đừng Cathy, con định làm gì vậy? Cathy. Ôi, nó hư rồi. Cathy, con biết mẹ con rất sợ nhện mà. Con định chọc George. Con xin lỗi ạ. Tất cả chúng ta rồi sẽ buồn nếu mẹ mất việc đấy. Cathy! Cathy! Cả nhà sắp vào phố để mua cho mẹ một cái điện thoại mới. Em muốn đi không? Em muốn về nhà. Em sao vậy? Đây là kỳ nghỉ đầu tiên chúng ta đã chờ đợi từ lâu mà. Anh gọi nó là kỳ nghỉ đấy hả? Mẹ làm việc suốt ngày. Anh và ba chỉ chơi bóng thôi. Chẳng ai làm điều em muốn làm cả. À, em muốn về nhà để em có thể đắm đuối với thằng bạn trai là ngôi sao truyền hình của em chứ gì? Tony Lacy hả? Anh ta hoàn toàn tự mãn từ khi anh ta nhận một vai trong phim Bãi biển tình yêu. Thôi mà, anh đã thấy em nhìn hắn ta nơi cửa sổ phòng ngủ của em. Ồ, Tony, anh thật là con người tuyệt vời. Em yêu anh. Em đi đâu vậy? Càng tránh xa anh chừng nào càng tốt chừng đấy. Anh mong em bị lạc đấy. Em cũng vậy.
Xin chào, có ai ở đó không? Kathy. Mom, Dad. Mẹ ơi, ba ơi. Nó là cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra thế? Chúng ta chuyển sang chiều không gian khác. Chúng ta đang ở đâu thế? Tôi đã nói rồi, chúng ta chuyển sang chiều không gian khác. Đây là chiếc tàu đổi chiều không gian, nó đưa ta đi xuyên qua những thế giới. Khoan, không có gì phải sợ cả. Tôi sẽ đưa cô về mà. Josh! Josh à! Anh tôi ở đâu thế? Cậu ta không có ở đây, quay trở lại tàu đi. Tôi không làm hại cô đâu. Mẹ ơi, nếu cô không quay lại, tôi sẽ bỏ cô luôn đấy. Ba ơi, cứu con với. Mẹ ơi. Có một người kỳ quái đang đuổi theo tôi. Ba mẹ có người có gần đây không? Chúng ta phải gọi cảnh sát. Chuyện gì vậy? Sao các người nhìn tôi thế? Hắn ta đấy. Hey, wait. Đợi đã, tránh xa tôi ra. Stay away from me. Tránh xa tôi ra. Nhưng cô không hiểu gì cả. Nếu cô không đi với tôi, cô sẽ mắc kẹt ở đây đấy. Come back, you stupid girl. Quay lại đi, cô nhỏ ngốc nghếch kia.
Anh nghĩ Kathy không được vui đâu. Khi chúng ta vào phố tìm cái điện thoại, sao chúng ta không dừng lại và đi xem phim nhỉ? Hay đấy. Chúng ta có thể vào quán để ăn tối. Này, mẹ ơi, ba ơi, cứu con với. Mẹ ơi, ba ơi, ba mẹ ở đâu thế? Nếu anh chạm vào tôi, anh sẽ thấy hối tiếc đấy. Cha tôi là thẩm phán, ông ấy sẽ bắt anh ở tù chung thân. Cha mẹ cô không giúp gì được, cô phải đi với tôi. Đừng có hòng. Bỏ nó xuống đi. Tôi sẽ không làm hại cô đâu. Hãy để cho tôi yên. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Tôi sẽ đến ngay. Anh làm gì vậy? Cứu cô mà. Tôi không cần anh giúp đâu. Ôi, tôi cần. Cứu tôi với. Cứ bình tĩnh. Tôi đang tới gần cô đây. Tôi nên đi tìm ba mẹ tôi đây. Tôi e là không được. Ba mẹ cô không ở trong thế giới này. Anh điên rồi à? Hãy nhìn quanh cô xem. Cảnh đồng quê này cô có quen thuộc không? Những đứa trẻ mà cô đã gặp ăn mặc có giống với trẻ em của đất nước cô không? Anh nói gì vậy? Anh là ai thế? Tên tôi là Mick. Tôi là một nhà khoa học của vùng đất của thủ lĩnh rừng. Nó ở đâu? Nó là một chiều không gian trung hòa, một thế giới khác. Tôi không tin đâu. Tên cô là gì? Kathy. Kathy. Điều này khó giải thích. Nhưng có nhiều thế giới khác nhau. Mỗi thế giới rung động trong một tần số khác nhau, như những sợi dây của cây đàn. Con tàu của tôi có thể đi giữa những thế giới này. Cô đã thay đổi sự cộng hưởng và mang chúng ta tới đây đấy. Vậy đây là đâu? Một thế giới thứ ba. Tôi tin rằng có nhiều thế giới tồn tại. Dự định của tôi là thám hiểm càng nhiều càng tốt. Anh có thể mang tôi về nhà trước được không? Hẳn ba mẹ tôi đang lo lắm đấy. Mẹ, ba, cái gì vậy? Kathy biến mất rồi. Sao? Con nhìn thấy một gã có bộ dạng kỳ quái trong bụi cây. Con đi theo hắn ta. Rồi Kathy ở trong con tàu. Những tia sáng lóe lên và nó biến mất. Nó tan biến vào không khí. Josh còn bình tĩnh được không? Người ta không biến mất được. Nó biến mất. Có lẽ con tàu đó là vũ trụ. Có lẽ Kathy bị người vũ trụ bắt cóc ạ. Ba hiểu rồi. Giống như trò cá sấu lúc nãy phải không? Không phải một trò đùa đâu ba. Con thề, hãy tới xem đi. Chúng ta đang bị lừa, anh biết mà. Nhanh lên đi ba. Nhanh đi mà. Vậy những thế giới này tồn tại hài hòa song song với nhau à? Như dây đàn trên cây guitar chứ. Những thế giới song song, tôi thích từ đó. Nhưng nếu chúng cùng trên một hành tinh, sao thế giới này lại khác thế giới kia? Cô đoán không? Đoán không? Cũng có một thế giới song song mà cô trả lời là không. Có những thế giới chúng ta chẳng hề gặp. Có một thế giới mà tôi có được ba mẹ cưng chiều tôi phải không?
Tôi nghĩ vậy, và cũng có thế giới cô chưa từng được sinh ra. Điều hấp dẫn mà chúng ta khám phá ra là thế giới này khác với thế giới kia đó. Tránh xa ông ấy ra. Xin lỗi, tôi chỉ muốn giúp thôi ạ. Quần áo của bọn Mi lạ quá. Bọn Mi từ đâu tới thế? Ở cách đây xa lắm ạ. Chúng tôi đang trên đường về nhà. Phải không Mick? Ta đi nào. Không, tôi muốn biết đôi điều về thế giới này trước khi ta đi. Ông gọi nơi này là gì? Đây là vùng đất của người Spellbinder. Người Spellbinder là gì? Nhiếp chính Corian nói ông ấy muốn gặp bất cứ người lạ nào. Phải, bọn Mi theo ta về lâu đài. Các nhiếp chính muốn hỏi thăm bọn Mi đấy. Thật là hân hạnh. Nhiếp chính đây à? Nhiếp chính nghe tôi chứ? Em Rod đây. Mick, anh ấy đưa tôi về nhà mà. Nhưng sau khi gặp các nhiếp chính đã. Gì vậy? Nhiếp chính, tôi gặp hai người lạ trên đường Oka. Quần áo và ngôn ngữ của họ kỳ quặc lắm. Đưa chúng vào trại lao động tại sông Oka. Vâng, thưa nhiếp chính. Trại lao động à? Nghe giống như nhà tù nhỉ? Trong thế giới này có thể những từ đó mang ý nghĩa khác. Tôi không đợi để hiểu ra ý nghĩa đâu. Chạy đi. Spellbinder. Lối này. Ngốc quá Cathy, họ sẽ không làm hại chúng ta đâu. Sao anh biết được? Khi anh đưa tôi về nhà xong, anh có thể quay lại và tìm hiểu mà. Tránh xa bọn tù nhân ra. Bọn mày là ai? Lính gác, chặn chúng lại. Mac, chạy đi. Bà thấy quần áo chúng chứ? Ta có mắt, Riven à. Hai đứa Mi, trở về với công việc đi. Nó vẫn còn ở đó đấy. Đứng im tại chỗ. Nhanh lên Mick, chúng ta vẫn có thể làm được. Không Cathy, nếu con tàu bị hư hỏng, ta không thể rời khỏi thế giới này được. Cô sẽ không bao giờ về nhà được. Không được cử động.